Thật ra múa ba lê không chỉ đẹp, mà còn có thể dùng để giết người. Ngày đầu tiên, Maya vào tù, đã bị trùng tù dùng thìa nhọn ghi vào cổ. Cô ấy theo bản năng xoay người kèm thêm một cú đá ngang, trực tiếp đá ngất trùng tù. Maya hiền lành vốn định đi lên an ủi, không ngờ trùng tù lại đột nhiên đánh lén, sau đó liên tục tung đấm, hoàn toàn không cho Maya một cơ hội phản ứng. Maya lập tức nổi giận, dùng hai chân đá ngất trùng tù lần nữa, cuối cùng đứng thẳng người dậy bằng động tác một con cá chép xinh đẹp. Trùng tù không cam tâm, vẫn muốn tiến lên, nhưng Maya lại đột nhiên xoay vòng tròn, thuận thế tung chân đá trúng mặt trùng tù. Trùng tù gắng sức ra đòn nhưng lại bị Maya cong người né được. Cuối cùng là một đòn đá chân sau, trùng tù sắp phát điên rồi, nhưng cô ta làm gì cũng không chạm được vào Maya. Thấy trùng tù vẫn không phục, Maya không mềm lòng nữa, lập tức sử dụng tuyệt chiêu cuối. Cuối cùng, sau khi cấp tốc tung ra 33 cú đấm, Maya đá một cú lên cao, hoàn toàn khiến trùng tù ngã ngửa ra đất. Nhưng lúc này, cảnh ngục xem xong kịch hay cũng xông tới. Họ còng tay Maya lại, rồi nhốt vào trong phòng tối. Maya không vì vậy mà sa sút tinh thần, ngược lại còn càng chăm chỉ luyện võ công hơn. Maya muốn trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì chồng cô ấy đã bị giết, còn con gái thì bị bắt. Cô ấy buộc phải nghĩ cách thoát ra ngoài đi cứu con gái và báo thù cho chồng. Maya vốn là một vũ công múa ba lê đẳng cấp của Nga. Chồng cô ấy kinh doanh một công ty khí tự nhiên, con gái thông minh, đáng yêu, cuộc sống vốn rất hạnh phúc, mỹ mãn. Nhưng vào một buổi tối, một kẻ thần bí mai phục và ám sát chồng Maya, sau đó hắn lại phái người tìm được con gái cô ấy, bắt Maya giao ra tài liệu quan trọng của công ty mà chồng cô ấy để lại. Nếu không sẽ đóng băng tất cả tài sản của cô ấy, bao gồm cả biệt thự. Maya không còn nơi nương tựa, gần như sụp đổ. Cô ấy đi tìm bạn thân của mình là Jack để nhờ giúp đỡ. Jack kiến nghị Maya mau chóng tìm ra tài liệu để tra rõ chân tướng. Nhưng Maya chưa từng nghe thấy chồng mình nhắc đến chuyện này. Cô ấy tìm khắp nơi cũng không tìm thấy tài liệu. Không lâu sau, một nhóm cảnh sát chặn cô ấy lại và tìm thấy một túi bột trong xe cô ấy. Hóa ra kẻ thần bí kia đã mua chuộc đồng nghiệp của Maya, lén bỏ túi bột trên xe cô ấy. Cứ như vậy, Maya bị hãm hại vào tù. Cùng lúc đó, kẻ thần bí còn phái người đi bắt cóc con gái Maya. Sau khi biết được tin, Maya vừa sốt ruột vừa tức giận, nhưng lại không thể làm được gì. Trùng tù xuất hiện đầu phim cũng là đàn em của kẻ thần bí, nhưng cô ta đã không hỏi được tung tích của tài liệu, mà còn bị Maya đánh cho te tua. Cô ta thở hổn hển, đánh lén Maya, rồi cứa đứt cổ tay cô ấy để tạo thành tự sát giả. Không lâu sau, Maya được đưa đến bệnh viện cứu chữa. Nhưng không ngờ hai tên bác sĩ trên xe nhìn thấy Maya xinh đẹp như hoa thì lập tức nổi suy nghĩ xấu xa. Trên đường đưa Maya đến bệnh viện, hai tên bác sĩ này thấy gái xinh thì dựng con cu. Họ bàn bạc xong xuôi thứ tự trước sau, một người bèn đi lên trước với mưu đồ bất chính. Nào ngờ Maya đột nhiên mở trừng mắt, tung cước đá ngất một tên bác sĩ. Tên còn lại thấy vậy vội vã bổ nhào tới, nhưng Maya lại lấy được máy khử rung tim từ lúc nào. Lái xe phía trước còn đang xếp hàng, Maya đột nhiên chui ra từ sau xe. Cứ như vậy, Maya thành công thoát khỏi nhà tù. Cô ấy muốn tìm thấy tài liệu mà chồng mình lưu lại để tra rõ chân tướng. Trước tiên, Maya đi đến sân khấu kịch, tiến vào hậu trường tìm thấy một đôi giày múa, rồi giấu một con dao lam vào bên trong. Chủ nhân của đôi giày này chính là nữ đồng nghiệp đã đồng lõa với kẻ thần bí, hãm hại cô ấy vào tù. Đợi đến khi nữ đồng nghiệp xỏ đôi giày múa vào chân và nhón mũi chân lên giống như bình thường. Phía bên kia, Maya tìm thấy một tấm thiệp chồng để lại trong bình hoa mà anh tặng cho cô ấy. Bên trong viết địa chỉ và mật mã tủ chứa đồ ở sân bay nào đó của nước Mỹ. Hóa ra chồng của Maya đã sớm đoán được mình sẽ bị người ta tính kế, nên đã lén giấu tài liệu đi. Dựa theo thông tin trên tấm thiệp, Maya đến được chỗ tủ chứa đồ ở sân bay. Sau khi nhập mật mã, một cánh cửa tủ mở ra, bên trong quả nhiên là tài liệu mà chồng Maya để lại. Không kịp xem kỹ, Maya đã vội vã mang tài liệu đi. Nhưng cô ấy còn chưa rời khỏi sân bay thì đã nhìn thấy đàn em của kẻ thần bí đuổi đến nơi. Maya vội vàng co giò bỏ chạy, nhưng đám người này đuổi theo sát nút cô ấy. Không còn cách nào khác, Maya đành phải tạm thời trốn trong nhà vệ sinh. Hai tên đàn ông vạm vỡ xông thẳng vào nhà vệ sinh nữ ở sân bay. Cô lao công vừa định ngăn cản, lại bị một tên vung đòn ngã xuống đất. Sau đó, hắn bắt đầu mở cửa kiểm tra. Đột nhiên, Maya muốn chạy ra nhưng lại bị tên còn lại chặn được. Hắn cướp lấy túi của Maya, nhưng lại bị đá cho một phát vào mặt. Sau đó, Maya dùng cú đá xoay trong múa ba lê, đá cho hắn mất hết phương hướng. Không ngờ múa ba lê khi đánh nhau lại lợi hại như vậy, cho dù từ hướng nào cũng đều đá trúng đầu. Sau khi giải quyết xong hai tên vạm vỡ này, Maya đổi sang quần áo của cô lao công rồi tiếp tục chạy trốn.
Đúng lúc này, anh bạn thân Jack gọi điện thoại cho cô ấy. Sau khi kể hết mọi chuyện cho anh ta nghe, Maya vội vã lên một chiếc xe. Không ngờ chiếc xe này lại lái thẳng ra vùng ngoại ô. Maya hơi hoảng loạn, cô ấy vội vàng hỏi lái xe muốn đưa cô ấy đi đâu. Nhưng lái xe hoàn toàn không quan tâm cô ấy, chỉ chậm rãi kéo tấm che chắn lên. Lúc này, Maya mới hiểu, mình vẫn bị kẻ thần bí kia bắt được. Không lâu sau, Maya được đưa tới một gara ô tô. Con gái cô ấy cũng được đưa tới cùng. Tên đầu chọc dùng tay cướp lấy túi sách của Maya. Sau đó, bảo đàn em đưa hai mẹ con họ vào phòng tối để giải quyết. Nhưng vì lực lượng chênh lệch quá lớn, nên Maya rất nhanh đã bị tên vạm vỡ này ấn xuống mặt đất đánh te tua. Nhưng hắn đã quên mất một điều, tuyệt đối không được để người phụ nữ này có cơ hội đứng lên. Tên đầu chọc nghe thấy tiếng động thì vội vã chạy tới bên này, nhưng cũng bị Maya bắn vài phát chết. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Cảnh sát địa phương đưa hai mẹ con Maya về đồn cảnh sát. Nhưng Maya biết họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì kẻ thần bí đứng phía sau vẫn chưa xuất hiện. Maya kể hết mọi chuyện cho cảnh sát nghe, nhưng do vụ án liên quan đến hai nước lại rất phức tạp, nên cảnh sát Mỹ đã liên lạc trực tiếp với đại sứ quán Mỹ ở Nga. Tuy nhiên, lần này Maya đã có phòng bị trước. Cô ấy nói với cảnh sát, nếu người của đại sứ quán nhắc đến chuyện tài liệu với anh ta, thì đối phương chắc chắn chính là đàn em của kẻ thần bí. Bởi vì người của đại sứ quán thật không hề biết chuyện tài liệu. Ngay sau đó, người của đại sứ quán đã tới. Không ngờ chuyện đầu tiên ông ta hỏi lại là trên người Maya có tài liệu nào hay không. Tên đầu chọc uy hiếp Maya giao tài liệu ra, nhưng vào thời khắc mấu chốt, con gái lại dùng dao đánh lén tên đầu chọc. Hắn bị đau bèn ném khẩu súng lục đi. Maya nhân cơ hội đó tấn công. Cô ấy vốn cho rằng tên đầu chọc chính là kẻ thần bí, nhưng lúc này điện thoại trên người tên đầu chọc vang lên. Maya nhận điện thoại, phía đầu dây bên kia lại truyền đến giọng của anh bạn thân Jack. Lúc này, Maya mới bừng tỉnh, hóa ra kẻ thần bí chính là người bạn Jack của mình. Sở dĩ anh ta làm tất cả mọi chuyện là để đạt được tệp cổ phiếu 1 tỷ đô la Mỹ giá trị công ty mà chồng Maya để lại, sau đó dùng nó để kiểm soát hoàn toàn cả công ty. Nhưng Jack không ngờ, cuối cùng mình lại thất bại trước người phụ nữ múa ba lê này.